khoảng 40 giây rồi. Như thế này là đánh sạch chưa chị? Này là sạch được chưa? Sạch rồi đúng không? Nó hết nhớt luôn hả? Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.